Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, nếu có thân này lại được chánh niệm, trí thành, hối lỗi, bỏ tâm kiêu mạn cũ, luôn luôn gần gũi cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thiện hữu, tốt nhất, thì vị ấy tuy lưu chuyển sanh tử trong thời gian dài, nhưng sau lại nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, dần dần tu học, cũng sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, nếu có thân này, nhưng chẳng được chánh niệm, chẳng biết hối lỗi, chẳng bỏ tâm kiêu mạn, chẳng muốn gần gũi cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thiện hữu tốt nhất, thì vị ấy nhất định lưu chuyển sanh tử dài lâu, sau tuy tinh tấn tu các thiện nghiệp, nhưng cũng rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này thiện hiện thí như bí xô cầu thanh văn, đối với bốn trọng tội nếu bị phạm một, thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích. Trong hiện tại vị ấy nhất định chẳng có thể đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn. Này thiện hiện, Bồ Tát vọng chấp hư danh cũng vậy, chỉ nghe ma nói đến hư danh là thành Phật, thì liền khởi tâm kiêu mạn, khinh miệt, chê bai các chúng đại Bồ Tát khác, nên biết tội này hơn tội tứ trọng mà bí xô kia đã phạm vô lượng lần.